quý vị nha. Và cái này cũng là phần trình diễn tiếp theo luôn của Lộ. Bữa nay tôi từ xa tới chơi, chỉ mong muốn được nghe chị hát live Bầu ơi đừng khóc. Và coi YouTube chưa đã, nếu chị vui lòng có thể sắp xếp các ca trước 8:30 tối. Và vì già rồi ngồi khuya không được, mong chị thông cảm. Cảm ơn trước dù chị không hát. Chúc Lộ Lộ luôn thành công. Cảm ơn quý vị. Cho nên là chắc có lẽ là bây giờ là 8:10 rồi mà dễ thương vậy sao không hát được quý vị. Hồi nãy mở màn hơi gãy chút xíu, bây giờ xin dành tặng quý vị một cái thành phần trọn vẹn hơn với version là tiếng guitar rất là tình cảm, bài hát được mang tên Bầu ơi đừng khóc. Mời quý vị cùng thưởng thức. Quý khán giả đã gửi thư cho em, và đặc biệt là
cô lớn tuổi rồi nhưng mà đi tới xa để yêu cầu để hát nghe trực tiếp luôn. Em cảm ơn quý vị đã yêu thích Bầu Ơi Đừng Khóc cũng giống như là tiếng hát của Lộ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.